khoảnh khắc Hằng Du Mục hết lòng với nông sản Việt khiến mạng xã hội nức nở. Trầm trồ nhất là thành tích bán gạo phiên livestream giới thiệu các mặt hàng nông sản Việt của Hằng Du Mục đã và đang nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Thời gian gần đây, Hằng Du Mục ngày càng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng ở Việt Nam, khi cô đã và đang giới thiệu rất nhiều mặt hàng nông sản Việt tới người tiêu dùng. Mới đây, Hằng Du Mục đã có phiên livestream tại An Giang, đưa rất nhiều mặt hàng nông sản của bà con lên sàn thương mại điện tử. Đáng chú ý, trong một đoạn phát biểu ngắn, Hằng Du Mục đã chia sẻ về mong muốn của bản thân khi tham gia vào việc giới thiệu các mặt hàng nông sản, thủy sản này. Cụ thể, trong phần phát biểu của mình, Hằng Du Mục có nói, em là một người con của Việt Nam và em cũng từng rất nhiều lần muốn đóng góp để giúp đỡ một phần nào đó cho nông sản, thủy sản của Việt Nam mình phát triển hơn ở trong nước. Cô cũng cho biết thêm, cô từng thấy rất nhiều sản phẩm tốt, sản phẩm chất lượng của Việt Nam mình được tiêu thụ ra nước ngoài. Và cô cảm thấy rằng những sản phẩm tốt như vậy cũng nên được tiêu thụ mạnh mẽ hơn, ở trong nước. Bằng kinh nghiệm của bản thân khi sống tại nước ngoài, và làm việc bán hàng thông qua các kênh online, cô muốn có thể dùng điều đó để góp phần giúp đỡ phát triển nông sản trong nước. Đáng chú ý, Hằng Du Mục còn rất nhiệt tình khẳng định sẽ luôn có mặt, để giúp đỡ công việc thúc đẩy nông sản Việt Nam. Ngày hôm nay khi mà có cơ hội tham gia để phát triển nông sản Việt Nam, thì em rất là háo hức. Và cũng như mọi người thấy thì em có thể làm bằng tất cả những gì mà em có, làm sao để giúp đỡ cho các anh chị bán hàng, giúp đỡ cho nông sản Việt Nam. Và em không ngại đi, chỉ cần nơi nào mọi người cần, chỉ cần gọi Hằng Du Mục ơi đến đây đi em là em sẽ có mặt. Được biết, trong phiên livestream này, Hằng Du Mục đã giới thiệu rất nhiều sản phẩm nông sản Việt, có thể kể đến như gạo, nem chua, lạp xưởng, mứt trùm ruột. Và một thành tích vô cùng lớn mà cô đã tự hào chia sẻ lên mạng xã hội, đó là cả đoàn đã bán thành công gần 23 tấn gạo. Đây quả thật là một điều vô cùng tuyệt vời. Được biết, hiện tại, Hằng Du Mục đã có mặt tại Cà Mau. Các cư dân mạng đều đang rất hào hứng ngóng chờ phiên livestream của cô tại đây.